Trường Mầm Non Sơn Thọ vừa tổ chức thành công chương trình giao lưu gia đình và người công dân tỷ Hon năm học 2023-2024, tạo không khí vui tươi, thu hút sự tham gia của học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường. Tham dự có lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện, cấp ủy chính quyền địa phương và hội phụ huynh học sinh. Tham gia chương trình giao lưu có 4 đội đến từ các khối 3, 4 và 5 tuổi. Các đội phải trải qua hai phần thi, màn chào hỏi, có hai nội dung là thi tài năng của trẻ và thi kiến thức của cô và phụ huynh. Phần thi thứ hai là trung sức. Các phần thi có sự tham gia của trẻ, giáo viên và phụ huynh. Các đội đã thể hiện được sự đầu tư công phu, sáng tạo, bám sát với các vấn đề được quan tâm trong nhà trường, xã hội, cũng như giải trẻ những kỹ năng trong cuộc sống, gia đình, thiên nhiên, xã hội, để truyền tải những nội dung đã được học, thông qua chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt ở phần thi trả hỏi, các đội đã có sự đầu tư sáng tạo trong việc vận dụng hình thức sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm, ca kịch, hò vè, múa hát để giới thiệu về địa phương, đơn vị, giới thiệu về các thành viên tham gia giao lưu, việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non. Ở phần thi tài năng của trẻ và kiến thức của cô và phụ huynh, mỗi giáo viên phụ huynh sẽ bốc thăm trả lời câu hỏi giáo viên gồm các câu hỏi xử lý tình huống sư phạm trong việc phối hợp với gia đình để chăm sóc giáo dục trẻ với phụ huynh ban giám khảo sẽ đưa ra các nội dung về chế độ dinh dưỡng cách phòng và xử lý một số bệnh thường gặp hoặc một số tai nạn thương tích dễ xảy ra đối với trẻ công tác phối hợp với nhà trường trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non còn với các bé thì thể hiện tài năng nổi trội bằng hình thức cá nhân hoặc tập thể như biểu diễn thơ ca kể chuyện hát múa vẽ ở phần thi chung sức, các đội đều thể hiện được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh qua trò chơi kéo co. Chương trình đã tạo ra sân chơi bổ ích, giúp các bé nâng cao thể chất, phát triển các tố chất nhanh, mạnh dạn, tự tin, khéo léo, rèn luyện kỹ năng phối hợp hoạt động tập thể, tinh thần đoàn kết, tăng cường sự giao lưu, kết nối đặc biệt giữa học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ đồng thời đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa bổ ích đối với lứa tuổi mầm non trong nhà trường góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện kết thúc chương trình giao lưu gia đình và người công dân tỷ hon ban tổ chức trường mầm non sơn thọ đã trao giải cho các đổi thi và cá nhân có thành tích xuất sắc